Thưa quý vị và các bạn, thống kê từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến thời điểm này, ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Lào Cai là khoảng 3.000 tỷ đồng. Tính đến 15 giờ chiều 13 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 111 người chết, 61 người mất tích, 82 người bị thương do mưa lũ sạt lở đất. Trong đó, tại thôn Làng Đủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, lũ quét đã làm 48 người chết, 36 người mất tích, 17 người bị thương, 54 người được xác định an toàn. Còn tại huyện Bắc Hà, mưa lũ cũng đã làm 20 người chết, 14 người mất tích, 17 người bị thương. Bát Sát ghi nhận 27 người chết, mất tích và bị thương. Mưa lớn ngập úng sạt lở đất cũng làm gần 13.340 nhà ở bị thiệt hại, trên 4.100 hecta lúa, ngô, hoa màu, nuôi thủy sản bị ngập úng, cuốn trôi. Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, xã, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế bị sạt lở, hư hỏng. Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, huy động phân bổ nguồn lực nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ đang được triển khai quyết liệt, khẩn trương.